Ngày 23 tháng 1, tức ngày 13 tháng Chạp năm Quý Mão, tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trước thềm xuân mới, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo thành phố và Quận ủy quận 3 đã có buổi thăm và chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và văn phòng 2. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Thân mật tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Chánh văn phòng 2 Trung ương cùng chư tôn đức tăng ni, Phó Chánh văn phòng 2, cán bộ nhân viên văn phòng 2 Trung ương. Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2023, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với sự phát triển và khôi phục kinh tế xã hội sau đại dịch. Dịp này, bà cũng chúc chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội năm mới nhiều sức khỏe, luôn đồng hành chung tay xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh. Chúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phòng 2 Trung ương trong năm mới gặt hái nhiều thành tựu trong Phật sự. Thay mặt chư tôn đức văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Tăng sự Trung ương đã đáp từ, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc các cấp lãnh đạo thành phố năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Trước đó, đoàn Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà chúc Tết tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Duy Tân cho biết, lãnh đạo thành phố đã sẵn sàng cho công tác đăng cai tổ chức đại lễ Vesak năm 2025 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và kế hoạch xây dựng ngôi thiền viện Trúc Lâm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm gửi lời thăm hỏi sức khỏe trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, và chúc sức khỏe chư tôn đức giáo phẩm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội năm mới thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ, và gửi lời chúc tới tăng ni Phật tử trong cả nước một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Tăng sự Trung ương, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tôn giáo thành phố đã đến thăm chúc Tết tặng quà năm mới đến chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục khắc phục và phát huy những kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2024, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chiều cùng ngày, đoàn quận ủy quận 3 do bà Nguyễn Thanh Xuân thành ủy viên bí thư quận ủy quận 3 làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Chánh văn phòng 2 cùng chư tôn đức giáo phẩm văn phòng 2. Tại đây, bà Nguyễn Thanh Xuân cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương. Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, thay mặt quận ủy quận 3, bà cũng gửi lời chúc sức khỏe đến chư tôn đức giáo phẩm văn phòng 2 cũng như tăng ni Phật tử nước nhà có một mùa xuân an lạc, pháp thể khinh an, đạo quả viên thành. Đáp từ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên mong rằng quận ủy quận 3 luôn đồng hành cùng giáo hội cũng như cá nhân của Thượng tọa trong nhiệm kỳ đầu tiên với vai trò mới Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội để công tác Phật sự được thành tựu viên mãn. Thay mặt chư tôn đức giáo phẩm văn phòng 2, Thượng tọa gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến các cấp lãnh đạo quận ủy quận 3, sức khỏe dồi dào vạn sự như ý, một năm mới bình an, hạnh phúc.